Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên. Bonsai Phú Tài để tiếp tục giới thiệu với các bạn một số tác phẩm mà Dũng giao lưu. Và khi xem phim các bạn ưng ý em nào thì vui lòng liên hệ với Bonsai Phú Tài theo số điện thoại là 0782 211 139 các bạn ha. Vườn Bonsai Phú Tài tọa lạc tại số 8/7 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và vâng, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại cô Phượng quen thuộc để cô Phượng báo cáo thông số cũng như là chia sẻ hình thức kinh doanh của nhà vườn để cho các bạn có sự lựa chọn các bạn ha. Rồi, chào Phượng. Dạ con chào chú. Dạ con cũng xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh. Dạ đến với clip ngày hôm nay thì con cũng xin giới thiệu một số chủng loại cây bonsai mini để bàn với chú Năm. Dạ cách thức bán hàng thì cũng như mọi khi thôi chú. Khi mà chốt cây thì cô chú chuyển khoản trước cho con 50%. Còn lại 50% thì con nhà bưu tá thôi chú Năm. Shop con là cô ship toàn quốc chú Năm. Dạ trước khi làm clip thì con cũng xin nhắc lại địa chỉ shop con là 8/7A Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình. Mọi chi tiết thì cô chú liên hệ với con qua số điện thoại 078 22 39, số đó cũng là số Zalo của chú Năm. Rồi, dạ. Quá. Bây giờ không có thời gian cô bác, dạ. Chị và các bạn chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Xin mời các bạn chúng ta bước vào phía bên trong để được cô Phượng là chia sẻ thông số cũng như là báo giá từng cây một các bạn ha. Rồi, cây số 1, cây đầu tiên. Dạ, đến với cây số 1 là cây kim quýt. Dạ, hoành đế là 32. Dạ, thân là 14. Dạ, tán ngang 30. Dạ, chiều cao là 21. Dạ, cây kim quýt này là kim quýt ghép nha chú Năm. Việt Nam ghép Thái. À, cây dạ. Ghép kim quýt Thái. Đây là trái mini. Cây Thái thì nó xiên trái hơn cây Việt ha. Dạ, với cái lá nó nhỏ hơn. Lá nó nhỏ hơn. Đây là trái non lá chừng. Đây là dàn cưng. Rất là xinh xắn ha. Đây là dạng cây bằng trà mini kim quýt Thái, hàng gốc kim Việt, ngọn kim Thái, Rồi. Cây kim quýt số 1 con xin báo giá là 1.200.000, giá đã có ship 1.200.000. Rồi chúng ta tiếp tục là hồng ngọc mai. Số 2 là cây hồng ngọc mai ôm đá. Dạ hoành ôm đá, rễ ôm đá là 40. Cái thân bằng chân trái. 10, 9, 10, 8. Dạ tán ngang 25. Dạ chiều cao 40. Không có trời luôn. Nó bông, nó bông nhiều ha. Nó nói chứ cái bông này khi mà nó có nắng lên nó mới thơm nhiều nha. Nó nằm ở trong mát nó ít có thơm lắm. Khi mà đưa ngoài nắng á, mặt trời mà rọi vô rồi bắt đầu nó nồng mùi lên, nó dậy mùi lên. Còn cái mùi này có nghe mùi không? Là mùi của chú Năm á, không phải mùi của cái bông này. Mùi cái bông này chưa có nắng mà có mùi. À chưa nắng là mùi. À mùi thơm là của chú Năm. Dạ cây hồng ngọc mai số 2 con xin báo giá 1.100.000. 1 triệu 1. Dạ. Đá phủ đông riêu đó. Rồi, chúng ta tiếp tục. Xin mời em ăn mã số 3. Số 3 là cây cần thăng. Cần thăng. Dạ hoành đế là 47. Dạ hoành cũ là 35. Dạ eo thân là 15. Dạ tán ngang là 53. Dạ chiều cao là 35. Cây này có dáng đẹp, dáng chắc đẹp. Mình tàn hết. Ừ, mình tàn. Cần thăng. Cần thăng. Rồi, chào giá là... Dạ, cái cần thăng số 3, con xin báo giá là 1 triệu 9. Giá đã có ship bao gồm luôn chậu. 1 triệu 9. Rồi, chúng ta xin mời ông khác. Nó tiếp tục là tiếp tục là cây trang đỏ. 4 là cây trang đỏ lá nhỏ. Dạ hoành đế là 52. Dạ hoành ba thân là 26. Dạ, đại diện một thân là 14. Dạ, tán ngang là 40. Dạ, chiều cao 25. Đây, đen rồi, quá trời bông. Ngủ nhiều lắm, ngủ nhiều lắm. Đầu nhánh nào cũng có. Cái này là 10 ngày sau là cây này đỏ lư rồi. Đúng rồi. Tầm 10. Không đâu, cái 10 ngày nở, 10 ngày nó nở, nó sẽ kéo dài đến cái tầm khoảng giữa tháng 11 rồi. Nó bông thì nó lác đác, nhưng mà cái thời kỳ rực rỡ nhất là khoảng 10 ngày sau. Đúng rồi, quá giờ đâu. 10 ngày sau nó rực rỡ nhất á, nhưng mà nó kéo dài khoảng 1 tháng hơn á, có cây cả 2 tháng luôn. Lác đác nó nở suốt vậy. Rồi, ok. Cây này con tháo kẹp hết rồi. Hai nhánh dằn lại cho nó đừng quên. Dạ, cây sen đỏ số 4 con xin báo giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Dạ. Các bạn lưu ý đây là giá đã có ship. Bên phía Bonsai Phú Tài bao ship và đồng thời chuyển đi nguyên một bộ. Khi mà chào khách thế nào thì chuyển đi như thế đấy. Rồi, chúng ta tiếp tục. Quang văn quái. Dạ, cây số 5 là cây me. Quang văn quái. Dạ hoành bộ rễ là 44. Dạ thân là 17. Tàn ngang là 44. Chiều cao là 37. những cái cây khắc khổ ha, quằn quại trong gió. Dạ cây me số 5 con xin báo giá 900. 900. Nó già mới có trái, chứ thông thường những cây là nó còn non nó không có trái. Trồng mấy nó phải già cây mới được, trồng phải lâu năm. Con có một cây bông sum xê luôn, kính cây luôn mà trái thì có đâu. Trong thời kỳ nó có bông đừng có con tàn lắm, để cho nó có trái rồi con. Con tàn nó trái nó không có đậu đâu, bông nó không có đậu. Rồi chúng ta tiếp tục. Tiếp tục là kim quýt. Dạ cây số 6 là cây kim quýt. Dạ hoành đế là 33. Dạ thân là 15. Dạ tán ngang 46. Dạ chiều cao 36. Một cái trái đang thời kỳ bông, đang thời kỳ nó vú nụ nữa, bông nữa. Cái dòng kim quýt này thì bông nó không đẹp mà nó thơm, nó chủ yếu là cái trái thôi, trái nó đẹp, bông nó thơm lắm. Dạ cây kim quýt số 6 con xin báo giá 1.800.000. 1.800.000 cho cây kim quýt măng mạ số 6. Rồi chúng ta tiếp tục. Số 7 là sam hương hả? Dạ, cây số 7 là cây sam hương. Sam hương đẹp nha. Dạ, hoành đế là 52. Các bạn nhìn thấy những cái sẹo của nó đã kéo dài hết. Dạ, thân là 21. Dạ, tán ngang là 63. Dạ, chiều cao là 26. Liền sẹo các bạn. Đấy tự nhiên. Mỗi một dòng sam thì nó có ưu điểm của nó, lợi thế. Cái dòng sam hương này thì thứ nhất là nó có ưu điểm là có phôm cây nó đẹp, thứ hai là nó có cái mùi hương đặc trưng của nó ha. Còn có những dòng khác thì nó có ưu điểm khác đây, bởi vì cây này rất được nhiều người yêu thích. Giờ ở Việt Nam mình nó có cái dòng của Indo với của Đài Loan ha. Đài Loan lúc này nó nhập về cũng nhiều lắm. Đài Loan nó nhập về hai dòng, ngày xưa là của Nguyễn Đô, còn Việt Nam mình chứ em lá cách thôi. Việt Nam mình em lá cách thế vô, ngày xưa mà nó khan hiếm á thì người ta dùng cái lá cách, người ta ghép cái sam vô người ta chơi, mà lúc này thấy nó nhiều rồi người ta không có chơi hàng ghép nữa sao, ít gặp hàng ghép. Rồi chào giá đi con ơi. Dạ cây sam hương số 7 con xin báo giá là 4.500.000. 4.500.000, ok. Chúng ta tiếp tục. Đây là một đố của cái gì số 8. Ta đang đố thì bật mí hết trơn làm hớ hàng. Đây là cây lông vột đây. À. Dạ hoành đế là 62. Dạ thân là 15. Dạ tán ngang là 45. Cây này sống mãnh liệt luôn. Chiều cao là 39. À, cây này sống mãnh liệt luôn, nó sống khỏe. Cái gì nó cũng sống được. Cây này nó xẻ cũng nó khỏe như là cây si. Cái thân nó nghỉ hang của nó quá nó cuộn tròn. Những cái cây nào mà cái thân mà cái chọt vô cái là nó xì mũ ra, mấy cây nó sống dài bà cố nó thấy luôn. Rồi mấy cây nó rì. Các bạn nó có hai dòng ha, cái dòng là lâm vọt với cái dòng cây bồ đề. À, bồ đề thì cái lá nó có cọng râu lòng thòng, còn cây này nó không có râu với cái lá nó, đồng thời cái thân của nó mà sáng hơn, cái lá nó cũng sáng hơn. Cái bồ đề thì cái da nó đen, cái lá nó sẫm màu, có cái đuôi như cái đuôi chuột. À, chào giá, cây này chào giá bao nhiêu đây? Dạ cây lâm vọt số 8 xin có giá 1.200.000. 1.200.000. Ừ. Giống này các bạn chơi bonsai ôm đá hay là dắt vô mấy cái tiểu cảnh, mấy cái núi á, hòn non bộ lên trời sống dài lắm, nó bền cây lắm, nó dễ sống. Rồi ok, chúng ta tiếp tục là cây bể chậu hơn. Nay giận ai về hơn cây quê? Dạ cây số 9 là cây nguyệt. Cây quyệt các bạn thấy cái cục này dán vô hả, nó tự nhiên. Tự nhiên nữa chứ đâu có muốn mà. Tưởng phượng dán vô. Rồi. Đây các bạn, đây nó nổi mấy cái búa này. Dạ hoành đế là 82. À đây các bạn, à, cây quyệt này nó có búa nhiều quá ha. À, thân là 33, à. Đây còn một cục quá. À cục từ từ. Cứ đo báo cáo con số từ từ cho các bạn xem luôn. Dạ tán ngang là 89. Dạ chiều cao là 47. Cái thông thường Việt thì nó có cơ bắp. Này nâu nè, các bạn thấy cái nâu này. Chứ cái thông thường Việt thì nó có cái dạng cơ bắp, nó kéo từ cái rễ nè. Các bạn để ý, các bạn chơi Việt các bạn thấy từ cái rễ nè, nó sẽ kéo lên cái dạng cơ lên đây này, giống như cơ bắp nè. Còn cây này thì nó có nụ. À. Cây này có nụ. Cái cây có nụ thì lợi hại lắm. Đó, xa các bạn thấy nhiều lúc cận của nó lại chói. Bởi Tài nó rửa kỹ quá, sáng giới luôn rồi, phải không? À, đi spa giữa kỹ quá, nó còn tẩy, nó dùng thuốc tẩy, nó tẩy trắng hiếu rồi. Tấm trắng nó tẩy trắng hiếu luôn rồi. Ta phải để trắng cái chỗ trắng chỗ đen mới hấp dẫn đúng không? Trắng hiếu vậy cũng không hấp dẫn lắm. Rút kinh nghiệm nha. Chỗ nào trắng chỗ nào đen không tẩy hết vậy nha. Còn chơi chơi chú, đen nè. À, ở đây cũng có mấy vết đen vậy mà tôi nói vậy. Cũng chừa coi vậy. Có vậy thằng Tài nó cũng tinh ý, nó cũng chừa chỗ đen chứ không, đâu lầm hết đâu. Tại chỗ đó tốt không được, tốt luôn vậy chứ. Đây là cái cây quyệt này, quyệt như quyệt lá trung hả? Lá xoắn mông chùm. Lá xoắn hả? À, lá xoắn mông chùm. Đây là cái dòng quyệt mà nó có nu. À, đúng rồi, cái dòng này chú ít thấy, thường chú thấy nó cơ bắp thì nhiều, cơ nó hiện lên nhiều nhưng mà nó nu thì ít gặp. Nu gặp trong mã chú thủy thì nó nhiều, còn cái dòng nó ít gặp, thiên tai nó không có ha. Rồi báo giá luôn. Dạ cây người số 9 con xin báo giá là 9 triệu, giá là có ship bao gồm chậu. 9 triệu. Mọi chi tiết thì cô chú liên hệ với con qua số điện thoại 0782211139, số đó cũng là số Zalo. Các bạn nào thích chơi cái dòng nu thì các bạn tham khảo cái em này ha. Chứ thông thường thì nu thì má chú thủy thì có rất nhiều nhưng mà nguyệt thì ít gặp. Rồi ok, chúng ta chạm khác. tiếp tục là hồng ngọc mai. Hồng phúc. Hồng ngọc mai. Bộ rễ hồng cá là 32. Dạ thân là 9. Dạ tán ngang là 25. Dạ chiều keo là 30. Mai là các bạn chơi mà để cây vội nắng, đủ nắng nó bông quanh năm, đồng thời cung cấp dưỡng chất cho nó thì nó xương bông lắm. Rồi chào giá hôm nay. Cây hồng ngọc mai số 10 con xin có giá 1.2 triệu. 1.2 triệu cho cây hồng ngọc mai mang mã số 10. Rồi chúng ta tiếp tục là cây bông trang. Cây số 11 là cây trang vàng. Bông trang màu vàng. Dạ quỳnh đế là 28. Dạ thân là 19. Dạ tán ngang là 42. Dạ chiều cao 31. Dạ cây tem vàng số 11 con xin báo giá là 3.2 triệu. 3.2 triệu cho cây bông trang màu vàng mang mã số 11. Một cốt rất là to. Rồi chúng ta tiếp tục. Số 13. Dạ hoành đế là 53. Đây là cái gì? Cái xi. Cái xi. Dạ tán ngang là 50. Dạ chiều cao là 33. Trái mây nó, nhưng mà trái mây ở một chùm nó này con thấy nó cũng chùm nó nhỏ hơn xíu. Nó nhỏ hơn. Trái mây nó rời, nó không có dính vô trong thân đúng không? Trái mây nó rời từng chùm. Chân hóc môn bà điểm mà không biết trái mây nó thôi là thua luôn. Dạ cái da số 13 con xin có giá 1.6 triệu. 1.6 triệu. Rồi chúng ta tiếp tục là cây này là cây mai chiến thủy, cây lá trúc. Dạ hoành đế là 40. Lá nhỏ xíu chú nhìn chú tưởng kim dọn. Dạ thân là 14. Dạ tán ngang là 40. Dạ chiều cao 24. Ừ, quá trời luôn, đang thời kỳ nè, già luôn lắm. Không còn kẽm, không còn miếng thẹo nè. Đây này là cô chú nào mà mang về đến nhà là không cắm ra đó. Đúng rồi. Ok. À, cho các bạn nhìn thấy gì ha, chi dâm bên trong. Rồi, ok. Dạ, cây mai Chiến Thị số 14 con xin báo giá 2.200.000, giá đã có ship. 2.200.000. Tiếp tục là cây kim quýt. Cây số 15 là cây. Ê, xin lỗi. Nhìn biết là mờ mắt luôn. Chào Phú Kiến. Dạ, mình đấy là 52. Trời, tôi nhìn cái trái này, tôi nhìn sao nó ra cái trái kim quýt. Nhìn kim quýt. Dạ, thân là 23. Cái này phải đi đại tuôn mắt lại. Dạ, tán ngang là 45. Dạ, chiều cao là 31. Cây này trồng gốc bự cũng lâu mà sau đâu cũng có hoài ta, này bứng rừng hết ta, hay Campuchia vậy? Khai thác. Khai thác phải không? Gạo này dưới rồi người ta khai thác. Ừ, chứ đâu có hay, cây mình trồng lâu lớn lắm. Cây này cái dòng này đa số người ta trồng chơi cây kiển mà kiển hình thú á. Người ta ghép chùm vô thì nó mau lớn, chứ chơi mà những cây bonsai mà những cái dáng là một cốt như thế này rồi nó lâu lắm, biết bao giờ nó mới bự được như vậy. Ừ. Là cây đà Phúc Kiến số 15. Con xin báo giá là 2.300.000. 2.300.000. Yeah. À, các bạn thấy cây này rất là đẹp ha. Có 2.300.000 thôi. À, ok, tiếp tục. Yeah, cây số 16 là cây sam hương. Sam hương. Hàng xin nó ghép đây. À. Dạ, hoành đế là 83. À, sam hương bự ha. Dạ, thân là 20. Dạ, tán ngang 62. Ừ. Dạ, chiều cao là 66. À, chơi chật lắc ha. Chật lắc mà chơi tay ha, này chơi tay này cũng đúng bài đó. 2, 4, 5. 5 là ngũ phúc. À, chơi tay thì thông thường là chơi lẻ, không có chơi chẵn rồi nha. Phúc Thất Hiền. Dạ, cây sam hương số 16 con xin báo giá 2.400.000. 2.400.000. Cây sam hương rất là lớn mà cây hàng riêng nha các bạn. Cái này thì ship nặng thôi. À. Thông thường các bạn thấy sam hương phải chơi sam hương cái dòng là để bàn dịp. Rồi, ok. Tiếp tục là cây sung. Dạ, cây số 17 là cây sung. Đây cây sung tía phải không? Cái đỏ nè. Dạ, hoành đế là 58. Dạ, thân là 32. Dạ, tán ngang 70. Dạ, chiều cao là 43. Đi xung này chậu xi măng, nếu mà chuyển đi sang con bó bầu đi thôi. À, cái này là bó bầu. Dạ, cái xung số 17 con xin báo giá là 2.200.000. 2.200.000. Rồi, chúng ta tiếp tục. Dạ, cây số 18 là cây sam song hinh. Dạ, hoành đế là 51. Dạ, thân là 27. Dạ một thân là 16. Dạ tán ngang là 50. Dạ chiều cao là 35. Dạ cây sam song hình số 18 con xin báo giá 2 triệu, giá đã có ship. 2 triệu cho cây măng mã số 18. Rồi chúng ta tiếp tục là cây linh sam. Nãy ta lấy cái thùng đi cây sam. Dạ cây số 19 là cây sam 86. Ồ ha, ôm đá. Rất đẹp luôn cây các bạn. Rất đẹp cây ha. Dạ bộ rễ ôm đá là 75. Dạ thân là 26. Có cánh rễ là chút xíu. Dạ tán ngang là 91. Dạ chiều cao là 60. Đẹp ha, quá đẹp luôn. Cây này đứng góc độ từ quay thì rất là thoáng, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nhìn thấy rõ chi tay ha. Ở đây tôi sẽ đi cho các bạn xem cái tổng thể, rồi tôi sẽ cho các bạn xem vô cái góc, cái cận cảnh cái góc. Đây, các bạn nhìn thấy nó ha, nhìn cho rõ vào ha, để mình tiến hành giao dịch được thuận lợi hơn. Không biết lọt vô mắt xanh của quý khách nào đây. Bắc Trung Nam không biết em mày gãi về hướng nào, phương trời nào. Chi tài nó rất là chắc cây. Cây này đào lâu lắm rồi. Đúng rồi chú. Trồng ôm đá này lâu. Cứ vậy đi. Với một cái cây như thế này thì tài chánh bao nhiêu mới rước em mấy về được đây? Dạ, cái cũng mày. Tại vì giá ship thì nó cao, cây to giá nó hơi cao. Mềm là bao nhiêu? Dạ cây số 19 cũng là cây cuối clip, con xin báo giá là 8 triệu 2, giá đã có ship. Chỉ có 8 triệu 2 là giá này cũng đã có ship luôn dạ. Các bạn ha. Ship đi luôn mà đã có bể. Tại vì cái cây ôm đá này là con ship chậu luôn mà đã có bể thì mong cô chú cũng thông cảm. Ok, cuối cùng là cây măng mã số 20 hả? 19 chú. 19, được chào giá là 8 triệu 2. 8 triệu 2 cũng là kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Thì Nam Thu cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái clip này. Rồi Phượng ơi, cũng chào khách đi Phượng. Dạ thì cuối clip con cũng xin chúc sức khỏe chú Năm cùng cô chú. Dạ con cũng kính mong cô chú xem hết clip và ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.